Tiện đây tôi đang giới thiệu đến một cái loạt sản phẩm mới, đó là những cụ tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy tam thể ba màu. Đây, cụ tỳ hưu đây. Phỉ thúy thì một trong những cái sản phẩm này tôi đã giám định rồi, của những cái này tôi chưa giám định. Đây, giám định ở nó đây. Jet thiên nhiên. Jet tự nhiên. Ok, cái ngọc này thì sẽ xỏ những cái dây như thế này. Thì đây là những cái sản phẩm mà quà tặng của tôi trong cái chương trình online hôm trước. Đây là cái mặt dây đeo cổ của các mệnh, là đây là mệnh thổ này, mệnh thổ là màu vàng này. Đó, đây là viên ngọc agate vàng và cái viên đá tiger eyes mắt hổ thiên nhiên vàng nhá. Còn tiếp theo đây là cái hàng của mệnh mộc, đây là một viên mắt hổ xanh. Riêng cái sản phẩm mắt hổ xanh này thì có xử lý màu nhá, có xi màu một chút cho nó tươi hơn. Trong cái này thì có duy nhất cái viên này là viên xử lý màu này. Đây, còn những cái viên khác là thiên nhiên hết. Đây là viên thiên nhiên màu đỏ, đây là dùng cho người mệnh hỏa nhá, nó sáng như thế này. Ok, tiếp theo là của người mệnh thủy là đeo màu đen. Cái này là agate đen, đen bóng luôn. Đấy, dây đeo như này. Theo nữa đây là một viên mệnh hỏa của mệnh thổ hàng 14 mm. Ở đây thì một trong những cái sản phẩm đặc biệt hơn đó là hàng tam thể. Đây, rất nhiều màu, màu xanh, màu vàng, rất nhiều màu, màu đen, xanh đen, rất là đẹp. Thì cái một sợi dây thiên nhiên này thì tôi đang dự kiến là tôi giao ra với giá là 320.000 đồng trên một sợi dây đeo cổ. Còn trong chương trình này thì vẫn là cái chương trình giới thiệu, thế là tôi sẽ xử lý cái này cho anh em với cái giá cực kỳ hấp dẫn là 200.000 đồng trên một sợi dây này, rất là rẻ phải không? Đây là hai viên ngọc agate bạch ngọc, tất cả đều là ngọc hết nhá, thiên nhiên hoàn toàn. Nếu ai có yêu cầu kiểm định nhé, để cho cái món quà của mình nó hấp dẫn hơn đối với người khác thì tôi sẽ hỗ trợ với đơn giá là 150.000 trên một kiểm định nhé, chắc chắn thiên nhiên, cái đảm bảo, anh em yên tâm. Thế còn tiếp theo đây là cái bức, cái này là viên agate xanh rất là trong, cái này thì tôi vừa mới lấy được, chuyển hàng chuyển về từ Ấn Độ, tôi vừa mới lấy được xong thì tôi cũng chưa giao lưu. Khả năng là tôi sẽ bỏ một cái hột này ra để làm cái dây đeo giống như cái mặt này của anh em này đấy, để cho giảm chi phí lại, vì cái này nó rất là đắt tiền, cái đá này rất là đắt. Đó. Ở đây tôi vừa mới thi công xong hai cái sản phẩm mới hàng đặt. Đó là một cái bức Phật bản mệnh và một cái bức Thiên Chúa mẹ. Đây là ngọc agate đỏ, còn đây là thạch anh vàng. Thì tôi đo cứng cái đó cho anh em xem nhé. Cái này tất cả sau khi hoàn thiện xong đều có giám định hết. Sorry, xin lỗi nha. Wow, cái máy này pin nó yếu. Này, độ cứng này lên 7 này, độ cứng 7 nhá. 7 là anh nhìn số 7 chưa? Nó là ba vạch đỏ đấy. Đây là của thạch anh vàng. Thế còn cái sản phẩm này là agate đỏ. Độ cứng nó sẽ là 6 rưỡi hoặc 7. Đấy, 6 rưỡi lên 7 này. Agate đỏ, cái này làm cho chị gái ở trong Sài Gòn. Hai cái bức này đều trong Sài Gòn hết. Thì tôi sẽ bọc vàng lên, anh trai này anh ấy đeo cái dây vàng ý, sẽ bọc vàng ý, còn chị thì em chưa rõ chị đeo cái gì. Ok, hai bức này em sẽ để riêng ra. Hôm qua thì có một số anh hỏi về thạch anh tóc vàng loại cao cấp, thì đây hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em xem luôn. Đây là thạch anh tóc vàng loại đẹp nhá. Thì loại đẹp đặc trưng là gì, nó rất là trong và cái tóc nó rất là sáng, anh em nhìn này. Đó, đây là loại đẹp. Còn đây là những con tỳ hưu thành tóc vàng. Đó, tóc vàng thiên nhiên thì nó có rất nhiều loại. Nếu mà cái loại nó đục ấy, nó mặt nó đục hơn thì nó sẽ không đẹp như này đâu. Nó liên quan đến cái vấn đề là cái chất lượng sản phẩm ấy. Đây, nó trong vắt như này, anh em nhìn nhé. Đó, trong vắt, rất trong luôn, có sợi vàng long lánh bên trong. Tôi vắt từng viên ra một cho anh em nhìn nhé. Đây, đây, trong luôn. Tóc vàng này, viên này cũng đặc biệt này, rất là sáng luôn này. Đó,
sợi vàng sáng rực. Ok, thì anh em vào lựa chọn sản phẩm thì vui lòng comment xuống dưới hoặc gọi trực tiếp số điện thoại của tôi trên màn hình nhé, tôi sẽ hỗ trợ anh em. Ok, còn là những cái sản phẩm này thì trong cái video này anh em để lại số điện thoại thì giá chuyển về tận nhà sẽ là 200.000 đồng, thoải mái chưa? Ok nhé, 200.000 một sản phẩm thôi. Sau đó khi lên website thì cái này tôi sẽ bán với giá là 320.000 một sản phẩm. Sau đó rất nhiều loại, tôi sẽ hỗ trợ anh em từ những loại cao cấp nhất như là những cái loại thạch anh tóc vàng như thế này, những cái vòng trị giá rất là nhiều tiền, đây là những cái vòng cực kỳ đắt tiền. Thạch anh tóc rất đắt tiền thì tôi đều bỏ ra tôi làm hạt hết nếu anh em yêu cầu, yêu hết, sáng không, sáng rực luôn. Đó, đây là cái dòng thạch anh tóc đắt tiền của tôi, nó rất là sáng, sáng một cách mê hoặc luôn đấy. Đấy, những cái dòng như này thì không thể chê vào đâu được. Ok chưa, lung linh trời đêm. Sorry anh em, sáng này, độ sáng này. Đây là sáng tự nhiên thôi nhá, chứ không phải là gì đâu, bên trong nó có sớ ấy mà, nó có sớ phản quang mà. Đó, và đây là một cái hàng cũng có thể anh tóc đây, cái hàng này hàng thị trường đây. Có tóc nhưng mà nó rất đục, anh em để ý so sánh với nó này. Đấy, một trời một vực luôn. Đấy, hai loại. Thế nên nhiều khi anh em cứ hỏi là sao thỉnh thoảng học anh tóc bên ngoài người ta bán rất là rẻ, chỉ có vài trăm ngàn một vòng, bên đây có hàng vài triệu, thậm chí vài chục triệu một sản phẩm. Thì nó khác nhau ở cái chất lượng về độ trong của thịt đá nhá. Đấy, em nhìn nó sáng này cơ mà. Một cái viên này trị giá hàng triệu đồng ấy. Một cái viên tóc của nó thôi. Ok, tôi kiểm tra thử độ cứng của nó cho anh em nhìn, nó có thạch anh thôi mà. Nó cũng sẽ lên 7 luôn. Đấy, độ cứng là 7. Và rõ ràng là nó sẽ thạch kính là vỡ rồi. Ok, thôi chào anh em, hôm nay video đây kết thúc. Xin chào.